Thưa quý vị, hình ảnh trong video ghi lại một sự việc cảm động khi hai mẹ con bị nạn được người đi đường và cảnh sát giao thông cứu nguy sau một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A. Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng 3 tháng 2 tại km 800 150 quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nạn nhân vụ tai nạn trên là chị Ngô Thị Thu Anh, 22 tuổi, cùng con trai 4 tuổi, ngụ thành phố Huế. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chị Oanh điều khiển xe máy chạy theo hướng thành phố Huế đi huyện Phong Điền. Khi đến địa điểm trên, chị Oanh đột ngột bị choáng nên mất lái, xe và người lao xuống ruộng. Thời điểm mẹ con chị Oanh bị nạn, lực lượng thuộc đội tuần tra kiểm soát số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm nhiệm vụ tuần lưu, kiểm soát tại khu vực trên. Lúc này còn có một số phóng viên đang tác nghiệp. Khi phát hiện sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với hai thanh niên đi đường đưa hai mẹ con chị Oanh lên bờ. Đồng thời, cảnh sát giao thông đã cùng người dân sơ cứu, trấn an tinh thần, sau đó tiếp tục cứu hộ chiếc xe máy của chị Oanh. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.